Vitin giúp tăng chiều cao tối đa cho tuổi dậy thì với bộ ba canxi nano, vitamin D3 và MK7. Xin chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Sống Vui. Bây giờ đang là 20:20 của tối thứ bảy và chúng tôi xin được cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi chương trình. Thưa quý vị, trong quá trình nuôi con và theo dõi sự phát triển trưởng thành của con thì có rất nhiều những ông bố bà mẹ đã gặp một cái hiện tượng, một tình trạng đó là các con của mình ban ngày thì hoạt động sinh hoạt, học tập bình thường nhưng mà đến tối về, đêm về thì lại kêu là bị đau nhức trong xương. Đó là hiện tượng gì và chúng ta sẽ phải giải quyết như thế nào? Vậy thì thưa quý vị, chúng tôi xin được mời quý vị sẽ cùng theo dõi trong câu chuyện của Sống Vui ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia của chương trình, chuyên gia Lê Thị Hải. Vâng, xin chào Thảo Vân, xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Sống Vui. Xin được cảm ơn chuyên gia đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và trước khi chúng ta vào trao đổi thì xin được mời chuyên gia cũng như quý vị khán giả cùng theo dõi tiểu phẩm ngắn sau đây của chúng tôi. Nga ơi, có tin hot biết chưa? Hot hit cái gì? Đang buồn ngủ díp cả mắt ra đây này. Ồ hay, 10 giờ sáng rồi vẫn còn buồn ngủ à? Này, trúng ngày heo đấy à? Suốt cả đêm hôm qua thức trắng, có được ngủ tí nào đâu. Hai vợ chồng tính như cháu tôi có em đấy à? Cũng tại cháu cô đấy. Cứ tưởng là nó bình thường, ăn ngủ nghỉ, rồi chân không sưng không đỏ. Thế mà đêm đến cứ kêu đau nhức, đòi mẹ xoa bóp. Thế nó bị thế lâu chưa? Cũng mấy tuần nay rồi. Đầu tiên ấy, tôi cứ nghĩ là chỉ nhõng nhẽo làm nũng mẹ thôi. Bà nội thì nói là do tôi chăm sóc không tốt này, thiếu canxi rồi magie rồi vi chất. Còn bố nó thì cứ khẳng định là con bị đau nhức do tăng trưởng. Tôi chả hiểu thế nào cả. Có khi là chồng bà nói đúng đấy. Con bé nó đang trong giai đoạn phát triển. Có thể là nó bị đau nhức xương do tăng trưởng cũng nên. Thế đau nhức xương do tăng trưởng là gì hả bà? Cái này thì nếu mà bà muốn biết ý, thì tốt nhất là bà nên hỏi các chuyên gia tư vấn của chương trình Sống Vui đi. Ừ. Vâng thưa chuyên gia, như vậy thì có thể thấy là cái tình trạng mà đau nhức xương, mỏi chân tăng trưởng của trẻ đấy ạ, thì nó có những cái biểu hiện nó cũng rất là khác đấy, đúng không ạ? Cái biểu hiện của nó cụ thể là như thế nào và nó khác gì so với các bệnh lý xương khác ạ? Tình trạng đau xương tăng trưởng ở trẻ em thì là một cái tình trạng cũng rất là khá phổ biến ở trẻ em. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải cần phân biệt với một số cái tình trạng bệnh lý ở xương khớp. Thế thì cái đau xương tăng trưởng ở trẻ em thứ nhất là nó khác nhất là về cái độ tuổi. Thì cái độ tuổi của trẻ em hay mắc nhất ấy, thì là ở cái độ tuổi mẫu giáo ấy, khoảng từ 3 đến 5 tuổi. Hoặc là có thể là ở cái giai đoạn bắt đầu cháu tuổi tiền dậy thì, tức là khoảng 8 đến 12 tuổi là cái lứa tuổi hay gặp nhất. Thế thì cái đau xương tăng trưởng này thì nó có khác biệt cái thứ nhất là về cái thời gian đau. Thì thường là các cháu hay đau về ban đêm nhiều hơn. Đấy, ví dụ như là đêm là rất là nhiều những cháu bé là cứ phải bắt ông bà bố mẹ là cứ phải bóp chân một lúc thì là nó đau, nó nhức, nó không ngủ được, nó dậy, nó thức giấc, nó khóc lên. Thế xong bóp lên một lúc thì cháu lại có thể đỡ đi. Cái thứ hai là cái vị trí đau thì nó lại đau dọc theo các cái ống xương dài. Nó tức là do cái xương nó phát triển nhanh mà. Thế nó đau dọc theo cái ống xương dài, đau dọc theo cái mặt trong của đùi hoặc là đằng sau cái mặt trong của đầu gối hoặc các cái cơ nó căng cơ nó đau đấy, nó khác một cái điểm như vậy. Và cái thứ ba nữa là thông thường thì ví dụ như là chúng ta chỉ cần massage chân cho cháu một lúc, nặn bóp một lúc thì tự nhiên là nó cũng đỡ dần đi chứ nó không như là những cái đau xương khác đấy. Ví dụ như là chúng ta phải phân biệt cái tình trạng nhất là ở trẻ em ở cái giai đoạn khoảng 3 đến 5 tuổi, trước đây là hay có cái tình trạng đau khớp, sau đó là có thể dẫn cái bệnh lý về tim mạch đấy, người ta gọi là bệnh thấp tim ấy, thì hay là những cái tình trạng viêm khớp gối hay là những cái tình trạng khác thì nó có những cái triệu chứng khác, tức là đau ở cái đấy thì thường nó có thể đau ở khớp gối này, thế rồi nó đau cả ban ngày lẫn ban đêm này, rồi đau có thể kèm theo trẻ có thể kèm theo sốt này, hay là kèm theo sưng đau khớp gối các thứ vân vân, thế chúng ta phải phân biệt những tình trạng đấy. Thế còn riêng đau cái đau xương tăng trưởng ở trẻ em thì thực ra thì nó là một cái tình trạng cũng tương đối là lành tính, không nguy hiểm gì lắm. Thế nhưng mà đương nhiên thì nếu như mà để kéo dài thì cũng sẽ ảnh hưởng bất lợi đến cái sinh hoạt hàng ngày của trẻ. Vâng, thưa chuyên gia, lứa tuổi nào thì có nguy cơ mắc cái tình trạng đau xương tăng trưởng này? Và nếu như để kéo dài thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe của trẻ ạ? Chúng ta hay gặp nhất ở những cái giai đoạn mà cháu có cái chiều cao nó phát triển tương đối là nhanh. Đấy, ví dụ như lứa tuổi nhỏ 3 đến 5 tuổi ở cái tuổi mẫu giáo đấy, khi mà cái nhu cầu chúng ta cung cấp không đầy đủ về thì nó sẽ hay đau nhất. Thứ hai là ở cái lứa tuổi tiền dậy thì, tức là khoảng 8 đến 12 tuổi là cái lứa tuổi hay gặp nhất. Thì theo nghiên cứu người ta thấy là trung bình ở cái lứa tuổi khoảng 3 đến 5 tuổi thì cái tỷ lệ đau xương tăng trưởng nó rơi vào khoảng từ 25 đến khoảng 40% đấy, là chúng ta rất là hay gặp. Thế thì
cái đau xương tăng trưởng này thì là tuy là nó cũng không phải là nguy hiểm lắm, nhưng mà nếu như mà chúng ta để cái tình trạng đang dai dẳng như này nó cũng ảnh hưởng đến cái sinh hoạt hàng ngày của các cháu. Ví dụ như là nó có những cái cháu nó còn bé quá, chẳng hạn nó ngủ đêm mà nó không có ngủ ngon giấc, đang đêm là nó đau, xong nó thức dậy nó khóc trằn trọc, nó không ngủ được, cũng ảnh hưởng đến cái giấc ngủ của các cháu. Mà chúng ta thường biết là cái giấc ngủ thì cũng rất là quan trọng đối với sự phát triển của trẻ, đặc biệt là đối với phát triển chiều cao. Và cái phiền toái mà chúng tôi hay gặp nhất ấy là có những lúc cháu đau cũng quá đến lúc là cứ bố mẹ là lo lắng, có khi phải mang đi bệnh viện cái thứ để khám xét, nhưng mà có khi cũng không thấy các cái triệu chứng gì cả. Đấy thì đấy là những có thể là gây những cái lo lắng cho các bậc phụ huynh. Thế và một cái điều nữa là đây chính là một cái dấu hiệu mà báo cho bố mẹ biết rằng là con mình có khả năng đang thiếu một số vi chất dinh dưỡng đây. Ví dụ như là thiếu canxi, ví dụ như thiếu vitamin D, thiếu vitamin K2 hay là sắt, kẽm, magie, các thứ vân vân, nói chung là thiếu các vi chất dinh dưỡng. Và cái đau lâu dài này nếu như mà chúng ta không điều trị kịp thời thì không rất là ảnh hưởng đến cái sinh hoạt hàng ngày của cháu. Nhưng cái quan trọng nhất là về lâu về dài thì nó sẽ là cái tình trạng báo động là cháu đã thiếu các vi chất dinh dưỡng, và sau này có thể ảnh hưởng đến cái vị phát triển về hệ xương, và đặc biệt nữa là nguy cơ cao là sau này có thể là cháu sẽ có nguy cơ là sẽ bị thấp chiều cao. Nguyên nhân gây ra tình trạng đau xương tăng trưởng này là do đâu ạ? Trên lâm sàng thì chúng tôi lại hay gặp ở những cái cháu mà phát triển chiều cao nhanh. Cái dấu hiệu như tôi nói là tại sao lại hay đau về ban đêm, thì chúng ta thường biết là cái ban đêm ấy thì bao giờ là cái sự phát triển vận chuyển canxi vào xương nó cũng nhiều hơn ở trong ban ngày. Và chúng ta biết là cái chiều cao của trẻ nó phát triển nhanh, rất nhanh vào ban đêm, đặc biệt ở cái thời điểm khoảng từ 10 cho đến 12 giờ đêm là cái thời điểm mà cái hormone tăng trưởng nó tiết ra nhiều nhất, thì cũng là cái lúc mà cái hệ xương, cái xương nó phát triển nó dài ra nhanh hơn, và lúc bây giờ thì cơ thể cần phải huy động canxi vào xương nhiều hơn trong cái buổi ban đêm đấy. Thế thì khi mà đứa trẻ bị thiếu canxi thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng căng đau cơ và co cứng cơ, mà thiếu canxi thì là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến cái tình trạng đau xương tăng trưởng ở trẻ em. Bởi vì là canxi ngoài cái nhiệm vụ là cái thành phần xây nên cấu tạo cấu trúc của xương thì canxi còn tham gia vào rất nhiều các cái chức năng khác của cơ thể, đặc biệt là cái chức năng dẫn truyền hệ thống thần kinh thực vật và chức năng co cơ nữa. Thế nhưng mà nguyên nhân mà dẫn đến thiếu canxi thì nó lại liên quan đến rất nhiều yếu tố khác, ví dụ như là các cháu đầu đó thì có thể thiếu vitamin D3, không hấp thu được canxi, rồi thiếu MK7, tức là một loại vitamin K2 có tác dụng vận chuyển đưa canxi đến nơi đúng đến xương, đến nơi những nơi cơ thể của chúng ta cần. Thế rồi là ngoài ra trẻ còn có thể thiếu một số cái vi chất dinh dưỡng khác như là kẽm này, sắt này, boron này, silic này, DHA này, chondroitin này. Mà đã thiếu thì thường thường nó thiếu kèm theo rất nhiều cái vi chất dinh dưỡng khác nữa. Vậy thì xin được hỏi chuyên gia là có sản phẩm nào để chúng ta có thể hỗ trợ trẻ trong cái quá trình mà khắc phục cái tình trạng đau xương tăng trưởng, cũng như là hỗ trợ để trẻ phát triển chiều cao và thể lực một cách tốt hơn ạ? Cái đau xương tăng trưởng này là một cái tình trạng rất là phổ biến ở trẻ em, đặc biệt ở cái lứa tuổi tiền dậy thì hoặc là cái tuổi mẫu giáo này. Thì cái vấn đề ở đây là chúng ta cũng thấy ngoài cái chế độ dinh dưỡng ra, rồi là luyện tập thể dục thể thao, rồi là massage chân các thứ vân vân, nó có thể làm bớt những cái tình trạng đau nhức mỏi xương, đau nhức xương ở cái trẻ ở lứa tuổi này. Thì tôi nghĩ là những cái vi chất dinh dưỡng mà chúng ta cần phải bổ sung cho trẻ, nhất là trong cái tình trạng đau nhức xương ở trẻ, đó là canxi, đó là vitamin D, đó là vitamin MK7, tức là vitamin K2, thế rồi sắt, kẽm, boron, silic vân vân. Chúng ta biết là rất nhiều các cái vi chất dinh dưỡng như vậy thì nhiều khi cái chế độ ăn cũng không thể nào mà đáp ứng đủ được cái nhu cầu dinh dưỡng, thì chúng ta cũng có thể tìm đến những cái sản phẩm bổ sung chứa những cái thành phần đó, là đầu tiên đó là canxi, mà canxi lại phải là dạng canxi nano thì nó mới dễ hấp thu, thứ hai là vitamin D3 và thứ ba là MK7. Đấy là ba cái bộ ba mà không thể thiếu được trong cái sản phẩm bổ sung. Thế thì hiện nay trên thị trường thì tôi thấy là có cái viên uống Fitin ấy thì dành cho trẻ lớn, ví dụ như dành cho trẻ khoảng ở cái lứa tuổi tuổi 10 cho đến 18 tuổi, tức là lứa tuổi tiền dậy thì và lứa tuổi dậy thì. Thế còn lứa tuổi nhỏ hơn, bắt đầu từ 6 tháng tuổi cho đến 9 tuổi thì chúng ta có hai cái sản phẩm là Pre-Fitin 2 và Pre-Fitin 3. Đấy là những cái sản phẩm mà nó có chứa những cái vi chất dinh dưỡng cần thiết để giúp cải thiện cái tình trạng đau nhức xương ở trẻ. Con ơi, thằng Nhật nó gửi ảnh về này, đẹp không? Úi giời ơi, cháu nó đi chạy hè ở Ba Vì, mà bà cứ làm như nó đi nước ngoài không bằng ấy mà gửi ảnh. Ôi, mới mấy tuần thôi, thế mà nó cao lớn hẳn lên, đẹp trai ý như bố nó. Ôi mà này, cảnh nào của nó, sao trông cũng cứ đau đau đớn đớn thế nào ấy nhỉ? Thôi chết rồi, hay là nó tập luyện quá mà nó bị chấn thương hả con? Rồi ôi, tôi đã bảo chị ngay từ đầu rồi mà. Khổ quá cơ, đưa thằng bé nó đấy làm gì? Để nó tập tành rồi thì nó khổ sở nắng nồi như thế này, khổ thân cháu tôi. Này, đưa tôi lên ngay đấy đi, tôi đón nó về. Mẹ suốt ngày lúc nào cũng chỉ lướt mạng rồi xem phim, có để ý gì đến cháu đâu. Cháu nó đang trong cái giai đoạn phát triển,
nó đang đau nhức xương do tăng trưởng cả tuần đấy rồi đấy ạ. Ôi, này, dạ. Hay là thằng bé nó cao nhanh quá, xương nó mới kéo dài ra, nó mỏng đi thì nó bị yếu hả con? Mẹ ơi, không phải như thế đâu. Con đã được bác sĩ tư vấn rất kỹ rồi ạ. Trẻ con trong giai đoạn này ấy, đau nhức xương là chuyện bình thường. Con đã cho cháu uống thêm thực phẩm chức năng, bổ sung đầy đủ các vitamin như là canxi này, D3 này, MK7, rồi các khoáng chất như là kẽm nano này, magie, mangan, silic, đồng, DHA. Mẹ cứ yên tâm, một thời gian nữa cháu nó sẽ hết đau thôi ạ. Trời ơi, thuốc men gì mà nghe MK7 rồi đồng rồi kẽm rồi mangan này, nghe như tiếng súng nổ bên tai vậy. Chả hiểu cái gì. À mà này. Dạ. Thằng bé nó có 10 tuổi đầu thôi. Liệu nó uống có được không? Mà con đã hỏi trẻ con hàng xóm có đứa nào dùng không? Mẹ ơi, con đã được chuyên gia tư vấn rất là kỹ rồi ạ. Dừng. Thôi, để tôi tự hỏi. Vâng, thưa chuyên gia, trong cái tiểu phẩm chúng ta vừa theo dõi thì các nhân vật cũng bày tỏ cái băn khoăn là tại sao vitamin D3 rồi canxi nano MK7 lại có một cái vai trò rất là quan trọng trong việc mà hỗ trợ trẻ phát triển một cách tốt nhất về chiều cao, rồi lại hỗ trợ giúp trong cái quá trình mà làm giảm cái hiện tượng đau xương tăng trưởng. Tại sao lại như vậy? Chuyên gia có thể giải đáp thắc mắc này được không ạ? Canxi ở đây là canxi dạng nano, có thể thẩm thấu qua thành mạch máu vào trong cơ thể của chúng ta, hấp thu qua niêm mạc ruột rất là dễ dàng. Cái thứ hai nữa là chứa vitamin D3 để giúp hấp thu canxi, đưa canxi từ trong thức ăn chúng ta ăn hoặc là chúng ta uống vào qua để hấp thu vào trong vào máu. Thế nhưng mà khi vào máu rồi thì lại phải cần có nhờ một cái chất dẫn đường, chất dẫn chuyển, đó chính là MK7, đưa canxi đến những cái nơi cơ thể chúng ta cần, đặc biệt là đối với trẻ ở với cái hệ xương cháu đang phát triển nhanh như vậy, đưa canxi đến nơi. Và thứ hai là lấy canxi ra khỏi những nơi cơ thể của chúng ta không cần. Cái sản phẩm mà các gia đình dùng như chúng ta xem trong tiểu phẩm thì còn chứa một loạt các cái vi chất dinh dưỡng cần thiết khác, ví dụ như là magie, boron, silic, DHA, choroidin. Cái choroidin đặc biệt nó rất quan trọng đối với cái lứa tuổi tiền dậy thì là nó làm cho phát triển cái sụn tiếp hợp giáp nối giữa hai cái đầu xương ở trẻ, nó dài ra nhanh hơn và chính vì vậy cho nên làm cho các cháu phát triển chiều cao tốt hơn rất là nhiều. Trong những cái sản phẩm mà chuyên gia khuyên dùng thì với trẻ từ 10 đến 18 tuổi có thể sử dụng cái sản phẩm Vitin. Thế còn với trẻ mà dưới 9 tuổi thì chúng ta lại sử dụng sản phẩm là Privitin đúng không ạ? Tại sao và dùng thế nào cho hiệu quả? Đối với các cái cháu bắt đầu từ 10 tuổi trở lên cho đến 18 tuổi ấy, thì tại sao chúng ta lại nên dùng viên uống Vitin? Là bởi vì thứ nhất là cái lứa tuổi này thì các cháu hoàn toàn là có thể uống được cái viên rồi, thế nó tiện sử dụng hơn. Cái thứ hai là cái thành phần ấy thì là nhà sản xuất người ta cho các cái liều lượng nó phù hợp với ở cái lứa tuổi này. Thế thì về cái liều dùng ấy thì đối với các cháu dùng thì chúng ta nên dùng cho các cháu dùng khoảng 4 viên một ngày, chia làm 2 lần. Và chúng ta nên uống sau bữa ăn 1 giờ hoặc là trước bữa ăn 30 phút thì cái hiệu quả hấp thu của nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Từ 6 tháng cho đến 2 tuổi, các cháu còn uống sữa này, còn ăn cháo, ăn bột này thì cái dạng cốm nó dễ hòa tan vào trong sữa, trong cháo, trong bột cho các cháu hơn. Thì chỉ cần dùng một gói một ngày thôi. Thế còn đối với các cháu bắt đầu từ trên 2 tuổi trở lên thì chúng ta dùng 2 gói một ngày. Mà cái thời gian sử dụng thì tối thiểu là phải dùng liền khoảng 3 tháng. Nếu có điều kiện thì chúng ta có thể dùng liên tục hàng ngày. Bởi vì là nhà sản xuất người ta đã tính cái thành phần nó đủ thấp hơn cái nhu cầu và chúng ta. Và như tôi đã phân tích ở trên ấy, thì nhờ có MK7 cho nên chúng ta cũng không sợ dư thừa canxi. Ngay như cả những cái cháu mà có nhu cầu cần phải bổ sung canxi thì các bậc phụ huynh cũng có thể dùng cái sản phẩm này được. Xin cảm ơn chuyên gia với những chia sẻ rất là quý báu vừa rồi ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian để theo dõi chương trình. Số điện thoại của chúng tôi 1900 1259 và 0896 509 509 luôn sẵn sàng chờ đợi quý vị và các bạn. Nếu cần, quý vị có thể gửi thư qua hộp thư sốngkhoe@bacsitivan.vn hoặc có thể truy cập vào trang web bacsitivan.vn. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là một số lời khuyên để tránh cho trẻ bị đau nhức xương tăng trưởng. 1. Duy trì cân nặng ở mức lý tưởng vì trọng lượng quá lớn so với sức chịu đựng còn non yếu của hệ cơ xương khớp sẽ khiến cho trẻ thường kêu đau mỏi xương khớp. 2. Xây dựng một chế độ luyện tập thích hợp và ăn uống cân bằng, hạn chế cho trẻ chạy nhảy nô đùa thái quá. 3. Massage chân cho trẻ sau một ngày hoạt động. 4. Bổ sung canxi đủ và đúng cách bằng các sản phẩm chứa bộ 3 canxi nano, vitamin D3 và MK7 là giải pháp khắc phục hiệu quả nhất. Hãy chọn các sản phẩm chứa thêm các khoáng chất khác như là magie, mangan, sắt, kẽm, DHA để không chỉ giúp trẻ hết đau xương khớp, mỏi chân tăng trưởng mà còn giúp cho trẻ phát triển chiều cao, thể lực và trí tuệ toàn diện. Vitin giúp tăng chiều cao tối đa cho tuổi dậy thì với bộ 3 canxi nano, vitamin D3 và MK7.